Enino cũng khiến nhiều quốc gia khác lo ngại ảnh hưởng đến canh tác nông nghiệp nên gia tăng nhập khẩu lương thực. Nước xuất khẩu lúa gạo như Việt Nam sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hiện một số địa phương ở đồng bằng sông Cửu Long đã chủ động thử nghiệm các giống lúa mới chịu được tác động của biến đổi khí hậu như hạn mặn, đất nhiễm phèn cao. Cụ thể như giống TB-Z3 có nguồn gốc từ Nhật Bản đã được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn công nhận là giống lúa quốc gia, năng suất lúa từ 8 đến 8,5 tấn một hecta một vụ. Thời gian sinh trưởng dài hơn 10 ngày so với các giống lúa đang áp dụng. Điều này sẽ giảm số vụ trồng lúa từ 3 xuống 2 vụ, giúp đất được nghỉ ngơi. Đây là giống chịu được ruộng chua phèn. Sau 3 tháng trồng thử tại tỉnh Vĩnh Long thì kết quả cho thấy khả năng chống chịu sâu bệnh tốt, nông dân có thể giảm chi phí thuốc bảo vệ thực vật. Sau Tết Nguyên đán, sức mua nhiều loại thực phẩm tươi sống giảm, nhất là thịt heo và thịt gia cầm. Sức mua giảm mạnh trong khi nguồn cung trong các hộ chăn nuôi gia cầm còn tồn động, vì thế bà con đang thận trọng khi tái đàn. Ngành chăn nuôi đặt mục tiêu năm 2024, sản lượng thịt gia cầm đạt trên 2,3 triệu tấn, tăng trên 3,1% so với năm ngoái. Tuy nhiên, trước tình hình thị trường tiêu thụ đang yếu, Cục Chăn nuôi cũng khuyến cáo các hộ nuôi gia cầm cần thực hiện chăn nuôi liên kết theo chuỗi để chủ động đầu vào và đầu ra. Tại thành phố Cần Thơ, hiện giá gà nòi khoảng 74.000 đồng một ký, còn gà công nghiệp từ 55 đến 57.000 đồng một ký. Qua kiểm tra thực tế của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, việc khắc phục các khuyến nghị của EC tại một số cảng cá vẫn chưa thực sự nghiêm túc. Sai phạm chủ yếu của nhiều tàu cá là đánh bắt sai vùng. Nhật ký khai thác có tàu ghi giờ thu và giờ thả lưới trùng nhau hoặc chỉ cách nhau 15 phút. Điều này là phi thực tế. Lỗi ghi chép ngày giờ, điểm đi và đến không trùng khớp giữa các dữ liệu cũng còn tồn tại. Theo Cục Kiểm ngư, các lực lượng thực thi pháp luật về thủy sản sẽ tăng cường các đợt cao điểm tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm, đặc biệt kiểm soát chặt chẽ các vùng biển giáp ranh các nước để ngăn chặn tàu cá vi phạm vùng biển nước ngoài cũng như tàu cá nước ngoài xâm phạm vùng biển nước ta, để quyết tâm từ nay đến tháng 4 đạt được kết quả tích cực, có cơ hội gỡ thẻ vàng của Ủy ban châu Âu. Thời điểm sau Tết Nguyên đán, giá nhiều loại trái cây chủ lực, trong đó có mít Thái tăng mạnh, nông dân phấn khởi. Tại Tiền Giang, thương lái thu mua mít Thái loại 1 gần 30.000 đồng một ký, mít Thái loại 2 khoảng 25.000 đồng, loại thấp nhất cũng trên 10.000 đồng một ký, tăng gần gấp đôi so với tháng trước. Mít đang có giá, nhưng do đang vào cao điểm mùa khô nên sản lượng mít trong vườn nhà dân không nhiều. Thời điểm hiện nay, nông dân đang chủ yếu tập trung xử lý, bơm tát chống hạn, kết hợp chăm sóc phục hồi vườn mít, ứng phó tình hình thời tiết khô hạn kéo dài, bảo vệ vườn cây, chuẩn bị cho các vụ thu hoạch giữa và cuối năm đạt năng suất cao.